Tại khoản 6 điều 19 Nghị định 10 của Chính phủ quy định, đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi giấy phép kinh doanh không thời hạn đối với một trong các trường hợp sau đây. Cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh. Không kinh doanh vận tải trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 6 tháng liên tục. Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải. Sửa chữa hoặc làm sai lệch dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe trước, trong và sau khi chuyển dữ liệu. Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh với đơn vị kinh doanh vận tải. Ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh. Gửi quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh cho đơn vị kinh doanh vận tải và phải đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải. Báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và thông báo quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh đến các cơ quan có liên quan để phối hợp thực hiện.